với truyền thống lịch sử lâu đời cùng nền văn hóa phong phú, đã tạo điểm nhấn đặc trưng cho dân tộc Chăm Islam tại An Giang, trong đó phải kể tới nghề dệt thổ cẩm truyền thống, được người dân gìn giữ và lưu truyền qua bao thế hệ. Người hay mà tượng mà đẹp dữ vậy? Trời ơi, hết hồn. Sao anh đang mặc đồ đẹp vậy? Đẹp không? Đây là đồ của dân tộc Chăm, nãy em vô đây em thấy đẹp á, cô cho em mặc thử. Cô cho thử luôn hả? Cho anh thử với được không? Cái này em quyết định không được. Sao vậy? Để em dẫn anh vô xin cô. À đây hả? Cô. Dạ con chào cô. Chào con. Cô ơi, con thấy Tiên mặc bộ đồ của người Chăm mình rất là đẹp. Thì không biết cô có trang phục nào dành cho nam nữa không cô? Có, cô cũng chuẩn bị sẵn cho con một bộ. Dạ. Để con bận. Hay quá, bây giờ cô để đâu, con cho con thử liền luôn. Thử liền đi con. Dạ. Dạ. Hay sao? Hợp với anh lắm luôn á. Công nhận trang phục của người Chăm nhìn rất là độc đáo. Em ơi, anh thấy có rất là nhiều kiểu dáng rất là đẹp luôn. Nhưng dịp đây thì anh nghĩ là hãy nhờ cô giúp mình tìm hiểu rõ hơn, cũng như là quý vị khán giả của chương trình Việt Nam Mến Yêu tìm hiểu rõ hơn về nghề dệt truyền thống của người Chăm nha. Cô ơi, cô giúp tụi con tìm hiểu rõ hơn về nghề dệt của mình nha cô. Được, để cô giới thiệu cho con biết cái nghề dệt của cô. Dạ. Yeah. Với sự khéo léo và lành nghề, những người phụ nữ Chăm Islam đã tạo nên những sản phẩm thổ cẩm vô cùng độc đáo. Vừa có sự mềm mại, duyên dáng, lại thể hiện sự tinh xảo từ cách phối màu. Quý vị khán giả thân mến, hiện tại thì Tùng Nguyễn và Thùy Tiên đang ngồi cạnh vợ chồng chú Mohammed, là người có rất là nhiều kinh nghiệm trong nghề dệt truyền thống của người Chăm tại Châu Phong. Chú ơi, không biết là nghề dệt của mình đã có từ bao giờ và cái lịch sử hình thành của nó như thế nào vậy chú ha? Theo như chú biết thì cái nghề dệt này có từ lâu đời rồi. Dạ. Từ khi người Chăm mà họ định cư ở đây á, thì ông cũng mang cái nghề dệt tới đây rồi. Dạ. Em nhìn đó là một cái nét văn hóa của mình luôn đúng không chú? Người ta dệt ra những cái sản phẩm như là tự cung tự cấp, ra vải rồi may thành áo hoặc là những cái túi sách. Dạ. Mãi tới bây giờ luôn, chú như là đời kế thừa, đời thứ ba rồi, đời ông, đời cha và tới đời chú. Cho con hỏi là không biết là cô chú mình làm nghề được bao nhiêu năm rồi? Theo cô biết làm nghề này đó hồi lúc cô 15 tuổi. Dạ. Bây giờ cô năm nay 60 rồi. Wow, vậy rất là lâu luôn. Cô chú cho con hỏi gì là ở đây mình có những cái sản phẩm gì vậy? Thì ở đây nói ngay đi, sản phẩm cô làm đó thì nó được nhiều mẫu lắm. Dạ. Như là như cháo này con mặc nè, là xà rong cô làm ở đây. Dạ. Giờ tại đây áo cô bận nó con. Dạ. Tại đây luôn. À. Thì như là khăn rằn, xà rong. Yeah. Nó nhiều mẫu. Rồi mình tạo như là may áo, túi xách gì mình lên bán. Ồ, dạ. Phụ nữ Chăm ở đây đó, cô nào cũng biết dệt, biết thiêu, thùa. Như phụ nữ thì bước lấy chồng đó phải biết như là thiêu cái màn áo gối. Phải phụ nữ nào cũng biết làm. Dạ. Đấy là một cái tục lệ truyền thống rồi đúng không cô? Là mẹ dạy lại cho con gái. Dạ. Phụ nữ người Chăm bởi vì cho biết hết mình ở trong nhà. Con thấy ở đây là những cái túi, những cái vải của mình nó có rất là nhiều hoa văn. Con không biết là cái thổ cẩm của mình là được sử dụng những nguyên liệu gì vậy cô? Thổ cẩm ở đây nó sử dụng sợi cô tông. Khi mà Tiên nói về hoa văn thì con mới để ý thì không biết là những cái hoa văn trên cái những tấm dệt của mình thì có ý nghĩa gì không chú? Thì những cái hoa văn á, mấy ông cụ, ông bà ngày xưa thì cũng từng lấy cái ngẫu hứng từ thiên nhiên. Có một số hoa văn căn bản mà hiện giờ đang phải sử dụng đây là những cái hoa văn như là mặt giỏng. Rồi hoa văn như lồng đèn. Hoặc là hoa văn như răng cưa. Sau đó mới chú mới kết hợp những cái hoa văn căn bản đó mới tạo ra nhiều hoa văn khác nữa, mặc nhiều màu sắc nữa. Để nó có sự phong phú trong cái màu sắc. Dạ. Vậy là những cái hoa văn đó gắn liền với cái đời sống tinh thần của mình luôn đúng không chú? Đúng, gắn liền với đời sống của người Chăm ở đây. Cô ơi, để làm một sản phẩm như vậy thì mình cần bao nhiêu bước cô ha?
Cái đó thì tốn tới 6 công đoạn mình làm. Sợi mang về ngâm, sau đó nhuộm màu, vô ống chỉ, xe sợi, lên khung và cuối cùng là dệt. Bàn tay nhịp nhàng, động tác khéo léo, từng sợi màu cơ thế đan xen dệt nên những tấm vải thổ cẩm truyền thống. Không chỉ tinh xảo, độc đáo mà còn phong phú về mẫu mã, màu sắc. Ủa cô, vậy là công đoạn nào là khó nhất vậy cô? Thì công đoạn bắt anh sợi dọc thì khó nhất. Mình có tạo hoa văn. Dạ. Như là bông hoa, mình muốn cái gì mình thích. Vậy thì trang phục của mình thì sự khác biệt giữa người nam và người nữ thì như thế nào chứ? Khác biệt rõ rệt, như nam là phải đội nón gọi là cà pé. Dạ. Mặc kèm một cái áo tay dài, rồi bọc xà rong. Còn phụ nữ thì mặc kín đáo hơn, có nhiều màu sắc hơn, nhưng phải đội khăn hoặc là nón trùm đầu. Dạ. Nó có sự khác biệt như vậy. Dạ. Vậy thì nón của người nam hoặc là khăn của người nữ lúc nào khi ra đường mình cũng phải mang vào hả chú? Thì nói chung là trước đây thì ra đường nam giới là phải đội cái nón đó. Dạ. Trong giao tiếp, rồi đi lễ lộc hoặc đi thánh đường. Dạ. Sau này thì có thoáng hơn rồi, bây giờ chỉ dành riêng cho vấn đề đi lễ lộc và đi thánh đường thôi là đội. Còn bình thường thì cũng ít, người ta không, cũng như là không đội nữa. Trong trang phục Chăm Islam, chiếc khăn ma'om độc đáo được thiếu nữ Chăm che mặt hàng ngày. Đeo khăn có thể che tóc, che cổ và có thể tránh ánh mắt tò mò của người khác giới. Với họ, khăn ma'om không đơn thuần là trang phục mà còn là nét duyên, thể hiện sự dịu dàng, e ấp của người phụ nữ. Xà rông là điểm nhấn trong trang phục của người đàn ông Chăm Islam, với đầy đủ màu sắc, hoa văn, họa tiết, đi kèm là chiếc mũ đội đầu. Có thể nói, khăn ma'om hay mũ đội đầu được xem là biểu tượng cho nét đẹp văn hóa, thể hiện lòng tự hào truyền thống của dân tộc Chăm Islam tại An Giang. Nhưng mà theo con thấy là kiểu như là cách quấn khăn của người phụ nữ Chăm là người lớn tuổi với là người trẻ là có những cái kiểu quấn khăn khác nhau á cô. Đúng rồi, tại phụ nữ cho nó đổi, phụ nữ trẻ đó cho nó nổi bật lên hơn người đàn bà lớn tuổi. Thì lớn tuổi mình may sẵn mình đổi luôn, còn phụ nữ trẻ mình phải đổi mình quấn. Dạ. Cái thứ nhất là mình khác biệt về màu sắc đúng không cô? Cái thứ hai là cách đội nữa. Cách đổi mà tại sao thì người nữ chỉ cần đội lên vậy là xong cô? Tại cái người phụ nữ còn trẻ nó đổi gì thấy nó đẹp hơn, nó trẻ trung hơn. Thì cũng nó liên quan tới đời sống đúng không? Thì khi người lập gia đình rồi thì chỉ cần đổi lên, tại vì rất là chắc là lo rất là nhiều cho công việc gia đình cũng như là chăm lo cho con cái, cho nên là tìm một cái phương án nào nó tiện nhất. Đúng rồi. Con cảm ơn cô và chú rất nhiều đã chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là những kiến thức về nghề dệt truyền thống của người Chăm. Hôm nay con rất là vui, xin chúc cô chú có thật nhiều sức khỏe để giống như là mình bảo tồn cái nghề dệt của mình và phát triển nó nhiều hơn cô chú nha. Cảm ơn hai con. Dạ. Qua mỗi thế hệ, tùy theo điều kiện sinh hoạt, người dân Chăm Islam luôn thay đổi và sáng tạo thêm. Cũng chính nhờ sự kế thừa này mà thổ cẩm Chăm Islam luôn ẩn chứa trong mình sức hấp dẫn riêng biệt. Quý
vị thân mến, với sự sáng tạo tài tình cùng đôi bàn tay khéo léo, những người phụ nữ Chăm Islam tại An Giang đã tạo những sản phẩm vô cùng độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Và đến đây thì thời lượng chương trình của Việt Nam Mến Yêu xin được phép khép lại. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Việt Nam Mến Yêu vào lúc 19:50 thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ thì Thùy Tiên, Thuận Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại. Đặc trưng trong văn hóa ẩm thực cũng là điều được thực khách quan tâm khi ghé chân tới mảnh đất Châu Phong, tỉnh An Giang. Vào lúc 19:50 ngày 24 tháng 10 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Việt Nam Mến Yêu để tìm hiểu những món ăn dân dã, độc đáo của người Chăm Islam tại An Giang nhé.